Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hancom và hôm nay là Q&A anh em ạ. Hôm nay chúng ta sẽ có số Q&A thứ 9. Thì Q&A là một chương trình để tỏ là sinh ra để nhằm cho cái mục đích là để trả lời kỹ càng cho anh em những câu hỏi mà anh em gọi là hằng mong ước được trả lời, đúng không? Những cái gọi là thiếu sót về kiến thức này, những cái gì mà anh em chưa biết này, những gì mà anh em cảm thấy đang khó khăn về bộ máy của mình hoặc là những gì xung quanh thế giới này liên quan tới máy tính nhá. Thì đó sẽ là những câu hỏi mà chương trình Q&A trả lời. Rồi, hãy cùng bắt đầu chương trình hôm nay bằng câu hỏi đầu tiên đây đó ạ. Thì hôm nay chúng ta sẽ có bạn Đăng Sĩ Trần. Bạn hỏi là mình hỏi là mình chuyển đổi từ DP sang HDMI với TV nhưng mà không ra được âm thanh. TV mình làm đủ kiểu nhưng mà Icon TV lại không có cửa sổ playback. Vậy là làm thế nào giúp mình? Ok, thế thì cái này là bạn đang sử dụng, theo như mình thấy là bạn đang sử dụng một cái đầu chuyển từ DP sang HDMI đúng không? Thì tất nhiên DisplayPort vẫn hỗ trợ xuất âm thanh qua cái cổng dây DisplayPort của mình. Nhưng mà sẽ có những cái tiêu chuẩn khác biệt giữa cổng chuyển giữa DisplayPort và HDMI anh em nhé. Thì nếu mà anh em bạn đang xin Trần ấy, bạn có thể check đầu tiên là vào cái khu vực kiểu icon của cái audio, tiếp theo là bấm vào sang cái mũi tên chỉ lên ấy, rồi xem là có cái nào là Nvidia này, AMD này hoặc là Intel này, thì đấy là cái cổng đang gọi là cái âm thanh đang xuất ở cái cổng đấy anh em nhé. Còn nếu mà không có ấy, không xuất hiện ấy, thì khả năng cao rằng cái cục chuyển DisplayPort sang HDMI không có nối dây âm thanh rồi anh em ạ. Thế nên là bạn kiểm tra nào nhá. Mà không thì có thể là kiếm cho mình một dây HDMI đi. Chắc là bạn đang sử dụng máy tính nhất rồi, tại vì thường laptop rất ít cổng DisplayPort. Đấy, còn máy tính bản thì kiểu gì cũng sẽ có cổng một cổng HDMI cho mà xem. Đấy, nên là bạn sử dụng dây HDMI nhá. Rồi, tiếp theo nữa là bạn câu hỏi thứ hai sẽ có bạn chính là bạn Harry MC. À ok, không biết là viết tắt cho MC hay là Minecraft đây. Thì bạn hỏi là mọi người cho em hỏi là máy em đang dùng tầm 3 tới 4 tiếng thì bắt đầu drop FPS, cứ 1 phút drop một lần và tắt game dùng bình thường như Facebook, Discord, YouTube, nói chung tất cả hoạt động trên Windows nó cứ bị giật giật theo kiểu drop FPS như game vậy. À, mình restart lại thì mượt khoảng tầm 3 phút sau nó lại vẫn y chang như thế. Mọi người giúp em fix với ạ. Ok, khó đấy nhở. Tại vì bắt đầu dùng 3 tới 4 tiếng thì lại drop FPS. Tức là bạn sẽ kiểu, mình đã không biết kiểu drop FPS của bạn là như nào nhá. Là ví dụ như là FPS của bạn, tự dưng bạn khựng vắt. Đấy, sẽ có kiểu, ví dụ như là bạn đang 100 FPS đúng không? Bạn giảm xuống còn 60, hoặc là bạn lại bật lên 100 thì nó sẽ kiểu khác. Còn ví dụ như là bạn đang sử dụng 100 FPS, bạn khựng vắt xuống, bạn khựng một hình, xong bạn lại lên thì nó lại kiểu khác. Thì bây giờ mình đang qua những cái này nhá. Thì mình sẽ gọi là cảm thấy, mình theo những gì mình cảm thấy thì là máy của bạn đang có vấn đề về nhiệt. Tức là nhá, khi mà CPU của bạn bị quá nhiệt đúng không, thì cái mức độ xung này, cái mức hoạt động này, vân vân vân, mọi thứ sẽ bị giảm xuống đến tận cùng luôn, giảm xuống vô cùng luôn đấy, khiến cho máy của bạn cảm thấy cực kỳ là chậm. Thế và theo như những gì mình thấy đây, bạn dùng 3-4 tiếng này chỉ drop FPS này, sau khi restart thì máy nó chưa kịp mát lại. Đấy, 30 phút sau nó lại lag tiếp thì khả năng cao do CPU của bạn đang bị thermal throttling, là bị giảm nhiệt của CPU xuống. Thì bây giờ bạn sẽ kiểm tra cho mình nhé. Đầu tiên là bạn hãy tải HW Info, bạn nhìn vào phần kiểu CPU package này, CPU core này, bất kỳ cái gì có không độ C ấy, cái gì có độ C ấy, thì bạn kiểm tra đấy nhá, xem là CPU của bạn có đang bị quá nóng không. Còn nếu mà bị nóng thì bạn có thể đầu tiên là mở cái vỏ cây của mình ra này, kiểm tra hệ thống tỏa nhiệt này, xem là quạt kia có chạy không này, xem là bơm viết có chạy không này, và còn lại thì có thể gọi là check cái tỏa nhiệt. Còn nếu mà không phải là vấn đề như thế thì bạn có thể đem qua Hacom gần nhất để kiểm tra sửa chữa xem thế nào, hoặc là bạn có thể cài lại Windows để có thể có được kết quả tốt nhất nhá. Ok, bạn này Harry MC nhá. Rồi đấy, vấn đề quá nhiệt này nhiều bạn gặp lắm mà nhiều người ta không biết cơ, người ta không hiểu ấy, người ta không biết. À, một cái thứ nữa chính là có thể là RAM, thì check xem là RAM có bị đầy không, xem là bạn đang có bao nhiêu khi khe RAM, RAM có nhận hết không, và nếu mà được thì có thể gọi là enable cái page file ở trong phần manager của máy tính của bạn nữa nhá. Cái đấy thì các bạn phải search trên YouTube hoặc là search trên Google. Đấy, đấy là 2-3 cái cách giải quyết của mình dành cho bạn Harry nhá. Còn bây giờ hãy cùng tiếp tục bạn tiếp theo đi, thì là bạn Toàn Nguyễn. Ok, bạn Toàn Nguyễn hỏi là Hacom cho mình hỏi quạt tản nhiệt CPU của mình có hai chân, hai dây đúng không? Một CPU một đầu 4 pin cắm vào CPU fan trên main và một chân ARGB 3 pin 5V. Vậy thì chỉ cắm một trong hai chân là quạt sẽ quay và đồng bộ LED với main hay là phải cắm cả hai dây ạ? Cái câu trả lời nó nằm trong câu hỏi của bạn rồi đấy bạn ạ. Thì sẽ có hai dây đúng không? Một là dây fan CPU, hai là dây RGB. Thì nếu mà bạn muốn quạt chạy thì bạn phải cắm dây fan CPU, còn nếu bạn muốn quạt có RGB thì bạn phải cắm dây RGB vào và cắm cả hai dây đấy vào nhá.
thì nó sẽ sync với cả phần mềm RGB và phần mềm fan của cái main của anh em. Ví dụ chẳng như là dự quy fan của Asus đúng không? Thì cái đầu 4 pin đấy sẽ giúp cho anh em điều chỉnh tín hiệu PWM, và nếu mà anh em đã cắm đầu 5V rồi thì có thể chỉnh RGB thông qua Aura Sync của Asus anh em nhé. Thế nên là bắt buộc phải cắm cả 2 dây thì nó mới đồng bộ bạn ạ, bạn toàn nghe nhá. Đấy, đừng chỉ cắm 1 dây. Nếu mà bạn không muốn RGB, ok bạn cắm 1 dây. Còn đừng chỉ cắm dây RGB nhá. Nếu mà chỉ cắm dây RGB không ấy thì coi như là quạt bạn sẽ không hề chạy luôn, tại vì không hề có điện, một bất kỳ dòng điện nào chạy vào quạt của bạn. Đấy, phải cắm cả 2 dây thì mới có thể sync được mọi thứ. Tiếp theo là câu hỏi thứ 5 của bạn Trần Minh Phúc. Cho em hỏi là main MATX B660 Pro RS nguồn ATX CM750 NWE V2 của Cooler Master cộng với tản khí SE234 cộng với cả RTX 3070 Ti Rockstrix có vừa cây Zonbo D40 White này không, để cho em biết mua và lắp. À, có vẻ như là bạn vừa xem một cái bộ cây mình lắp cho cả anh khách đúng không ạ, với cả chiếc vỏ cây Zonbo D40. Thì ok, chiếc vỏ cây Zonbo D40 ấy, bạn xem bất kỳ những cái video gì đúng không, nó đều hỗ trợ, đó chính là chiếc cạc khá là to, khá là khủng bố, đó chính là Rockstrix RTX 3090, tức là phiên bản gọi là như kiểu 3 slot siêu dài, siêu rộng, siêu trường ấy. Thì chiếc Zonbo D40 nhá, có thể hỗ trợ tản lên tới là 168mm, tức là cao 168, và có thể gắn cạc 3 fan dài lên tới là 355mm bạn nhá. Có thể nên là gần như tất cả bộ máy chúng ta có thể cắm thoải mái, không vấn đề gì cả. Bất kỳ cái cooler nào hay là bất kỳ những chiếc cạc nào phải 99% là cắm được đấy anh em ạ. Nên là bạn Trần Minh Phúc có thể chơi thoải mái nhá, không hề vấn đề gì hết. Thực sự mình cảm thấy rằng chiếc D40 là một chiếc vỏ cây cũng không quá là to, nhưng nó vẫn khá là tối ưu cho kiểu các layout các thứ, gắn nguồn, gắn main, gắn thứ kiểu. Nên là chiếc vỏ cây này ok, một phần kia. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta sẽ có bạn, đó chính là bạn Trương Tấn Sang. Ok, bạn Trương Tấn Sang nhá. Em mới thay con B560 Pro 4 vào con CPU lên tận 4.18, trong khi con i3-10105F mức cơ bản là 3.7GHz. Vậy con main này boost cao lên hả anh? Rõ rồi bạn ơi, nó gọi là cái thông số boost turbo của Intel đấy. Thì cái CPU i, bất kỳ con CPU nào đều như thế nhá, thì với con CPU i3 của bạn ấy 10105F ấy, thì có thể boost đơn nhân lên tới là 4.4GHz cơ. Thế nên là hiện tại việc cắm CPU i3 và B560 Pro của bạn lên được 4.18 là quá bình thường luôn. Có vẻ như đây là boost đa nhân thì phải, thì nó được đấy 4.2. Còn boost đơn nhân của nó có thể lên được 4.4, ví dụ nhà như là các bạn đang chơi game này thì có thể nhảy vọt lên trên đấy. Còn nếu mà các bạn kiểu làm việc hay là render gì đấy thì khó có thể đạt được mức 4.4 hơn. Và đặc biệt con CPU này còn không hỗ trợ gọi là F-sync để khiến cho anh em ping được ở mức 4.4 đấy. Thế là 4.2 là quá ổn áp rồi với con CPU này. Nói chung là cái việc mà sum boost sum sủng này thì nó sẽ khá là ok thôi. Anh em có thể vào trong cái BIOS ấy và bật cái đó chính là cái Intel on-call boost các kiểu lên để kéo dài cái thời gian boost PL2, PL1 của nó này nhá. Cố gắng lên, bật cái đấy lên thì sẽ được hiệu năng dài hơn, lâu hơn nhưng mà sẽ nóng hơn anh em nhá. Rồi, bạn Cường Hồ Việt có một thêm câu hỏi nữa là hiện tại thì mình đang sử dụng combo. Ui, combo bạn này cháy ấy nhỉ. i7-12700, CPU rất ngon. Z690 Plus D4, cạc mainboard rất ngon. RTX 3070 Ti, cạc màn hình cũng khá ngon. Thì khi khởi động máy lên có đèn QLED VGA trên mainboard sáng nhưng lại không tắt. Và theo như bạn ấy biết thì cụm đèn này dùng để báo lỗi phần cứng gắn trên main, nhưng máy vẫn hoạt động bình thường. Trong hôm nay có phải lỗi main hay lỗi VGA ạ? À, bạn có một cái kiến thức rất là ok nhá. Và cụm LED sáng trắng đó là cái cụm LED dành cho báo lỗi, rất là ok luôn. Nhưng mà nhá, cái cụm trắng đó ấy, thì không vấn đề gì cả. Theo những kinh nghiệm của mình, và mình cũng đã gọi là hỏi han tất cả những gọi là người dùng cơ bản trên thế giới này đúng không? Thì đây là cái lỗi do cái sự liên kết giữa Windows và mainboard của chúng ta. Tức là anh em phải hiểu nhá, trước khi chạy load vào Windows thì cái mainboard chúng ta phải check từng lỗi, ví dụ như là check CPU này, check RAM này, check ổ cứng này, check camera hình này để xuất được hình đúng không? Thế nhưng do cái sự thiếu gọi là liên kết giữa mainboard và chiếc hệ điều hành ra, khiến cho trong khi mà chiếc mainboard chưa check xong hết lỗi của VGA của bạn, Windows đã boot lên rồi. Đấy, thế nên là chỉ khiến cho cái đèn boot chúng ta nó bị lơ lửng ở chỗ VGA, tại vì đó là bước cuối cùng, theo mình nhớ là bước cuối cùng ấy, khiến cho bị lơ lửng ở VGA. Nói chung là sẽ không có vấn đề gì đâu. Bạn có thể một số gọi là những bạn ở trên mạng xã hội ấy, thì ở trên Reddit với cả Thomas Hoa ấy, thì họ đã thử touch fast boot thì họ đã có thể hoàn thiện được hoặc là chữa được cái lỗi này. Thì bạn thử touch chế độ fast boot của mình xem nó có bị thế không nhá. Thì fast boot ấy tức là nó sẽ boot Windows lên rất là nhanh, khiến cho bị kiểu vượt qua cái check lỗi của nó ấy. Thế nên là bạn thử touch đi xem thế nào nhá. Đấy là cái câu hỏi của bạn Cường Hồ Việt.
về cụm led. Cái vấn đề này thực ra nhá, rất là nhiều người gặp lại nhưng mà người ta kiểu không để ý, người ta không biết đâu. Chỉ nhiều khi bạn hỏi người ta mới biết, để mới biết được câu trả lời. Thế nói chung là cái việc đưa ra câu hỏi cũng khá là tốt, khiến cho nhiều anh em có thể thông suốt được về những cái kiến thức mà nhiều khi mình không biết đâu. Nhiều khi máy mình đang lỗi mình cũng không biết cơ. Đấy, có nhiều người ví dụ chẳng như là đang dùng CPU cạ thấp quá, cảm hình cao quá, tức là chơi game kiểu 90, 60fps trong khi đánh ra nó có thể đạt được 200, 300fps cơ. Tại vì là người ta không biết là mình build chuẩn, mình build sai hay là đang có cái gì đang cho máy sai. Đấy, cái việc mà bạn đặt ra câu hỏi cũng giúp cho rất nhiều người đấy. Và tiếp theo nữa, đó chính là bạn Di Vũ. Thì bạn ấy hỏi là trong giữa con chuột Daru LM130S và con Hydra M6102 nên chọn con nào? Thì theo như mình biết ý, hai con này đều là hai con chuột tầm thấp, tầm giá rẻ. Nhưng mà nhá, theo như những thông số của nhà sản xuất thì Hydra M6102 là một con chuột tốt hơn, với một mã đọc tốt hơn, với một cái ergonomic tốt hơn anh em nhá. Thì bạn Di Vũ hãy chọn chiếc Hydra M102 nhá. Và cùng bạn này thì bạn ấy lại không có tên. Thì mình sẽ trả lời nốt câu hỏi của bạn ấy nhá. Đây là câu hỏi thứ 9 trong chương trình hôm nay rồi. Thì cho em hỏi, nếu như mình cắm con CPU i5 10400F trên main B560 thì có nhận boost cao ra, boost RAM cao hơn không, hay là phải cắm i5 11400 hoặc là 11400F thì mới nhận được boost cao? Em cảm ơn. Ok. Thì đây nhá, đây là một cái sự rất là buồn cười của Intel. Thì với dòng B, đầu tiên là B4 này, 400 ấy, main 400 ấy, H410 này, B460 này và H470 không hỗ trợ ép xung RAM và chỉ chạy mức xung cơ bản của nếu mà gọi là CPU chúng ta hỗ trợ, chẳng như là với i3 với cả i5 đúng không, thì là chạy ở 2666, còn i7 với cả i9 khi chạy ở những bên đấy thì chạy ở là 2993 thôi, à 2933 thôi. Thế buồn cười chưa, hấp dẫn chưa? Thế nhưng mà Intel sau khi nhận được gọi là cái backlash của cộng đồng mạng ấy, khi mà nhận được kiểu cái phản hồi cực kỳ là tiêu cực của cộng đồng mạng ấy, thì B560 đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Họ cho phép ép xung RAM anh em nhé. Nên là kể cả cắm với cả i3 này, đời 10 này, i5 đời 10 này, i7 đời 10, i9 đời 10 đều có thể bật được XMP trên kit RAM này. Thế nên là thoải mái đi bạn nhá, chạy kit RAM 76 đi, không vấn đề gì cả. Rồi. Đấy, nhiều khi nhiều anh em cũng không biết đâu, không rõ đâu và cần phải có những chương trình này để có thể giải thích được. Đó là tổng cộng 9 câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay. Thì 9 câu hỏi đó chúng ta sẽ đáp được, giải đáp được rất nhiều thứ đúng không? Nào thì về CPU này, về thì cổng chuyển này, cắm main này, cái cỡ main này, chuột này, vân vân và vân vân. Nếu mà anh em có nhiều câu hỏi hơn thì hãy thả comment ở dưới cái video này nhá. Và tất nhiên rồi, không phải độc quyền cái video này đâu. Những video khác chúng mình sẽ vẫn có những câu hỏi, vẫn thu thập câu hỏi về để trả lời cho anh em. Rồi, cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này. Hy vọng rằng nó đem lại được nhiều thông tin, nhiều kiến thức cho anh em và giải đáp được nhiều câu hỏi cho anh em. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em tại video khác nhá.